ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang tăng tốc trong tiến trình mở cửa hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với các dịch vụ cần có sự chủ động, chuẩn bị tốt để đáp ứng nhu cầu của du khách. Với dịch vụ thuyền rồng trên sông Hương, một dịch vụ đặc trưng được phần lớn du khách lựa chọn khi đến Huế, yếu tố an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Thời điểm này, các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện hoạt động của phương tiện sau một thời gian dài không hoạt động. Những ngày này, ông Võ Văn Rớt, chủ thuyền TTH0095 đang kiểm tra lại hệ thống máy móc, coi bảo tín hiệu, các trang thiết bị đảm bảo an toàn để sẵn sàng phục vụ du khách tham quan trên sông Hương sau gần 2 năm cho thuyền dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sắp đến đây lúc ấy có khách là quốc tế và khách trong nước và ngoài nước. Thì anh chuẩn bị lúc ấy đăng kiểm rồi và có mua bảo hiểm, chuẩn bị an toàn và phao neo chèo chống đầy đủ, cũng có những gì xảy ra trên sông Hương là có chính quyền đi quản lý kiểm tra. Để đảm bảo cho hoạt động du lịch trên sông Hương khi tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện mở cửa du lịch hoàn toàn trở lại, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan, cảnh sát đường thủy đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của gần 130 thuyền rồng trên sông Hương và các phương tiện đường thủy nội địa hoạt động tại các điểm có đông khách du lịch đến tham quan vui chơi. Yêu cầu của các thuyền phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Người điều khiển phương tiện phải có bằng cấp hợp lệ. Nhắc nhở các chủ thuyền trang bị áo phao, dụng cụ nổi cầm tay đầy đủ. Nhắc nhở chủ thuyền thay thế các trang thiết bị hư hỏng, hết hạn sử dụng. Thì qua công tác kiểm tra thì về đoàn cũng như là kiểm tra nhắc nhở các chủ thuyền là được mua du lịch là phải đảm bảo về công tác an toàn kỹ thuật như là áo phao và máy móc phải đảm bảo, vì dịch Covid 2 năm nay thì có một số phương tiện đã không chạy, thì trước khi đã đưa vào sử dụng thì đoàn cũng đã nhắc nhở các chủ thuyền phải là kiểm tra máy móc chạy thử để đảm bảo đưa đón du khách trong mùa du lịch sắp tới. Mặc dù trong thời gian qua, hoạt động du lịch đường thủy trên địa bàn tỉnh chưa có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Tuy nhiên, những vụ việc xảy ra gần đây đối với các địa phương khác là lời cảnh tỉnh cho công tác đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đối với loại hình du lịch này. Đòi hỏi cơ quan chức năng cần có những giải pháp cụ thể và mang tính an toàn lâu dài. Thời gian đến, Thanh tra sở phối hợp các đơn vị địa phương sẽ tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông vận tải đường thủy nội địa. Ngoài các điểm tham quan di tích, văn hóa và lịch sử, thì trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh trên sông Hương luôn là một lựa chọn không thể thiếu của du khách mỗi khi đến Huế. Vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên sông Hương, thì việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện hoạt động là hết sức quan trọng, tạo sự yên tâm cho du khách khi lựa chọn loại hình tham quan này, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Huế điểm đến an toàn và thân thiện.